Dạ, thân chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thượng Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng tiếp tục nhận được sự thông báo của anh Chiến ở Châu Phú đó quý cô chú. Anh Chiến tiếp tục giao lưu với quý cô chú ở những cây phôi và những cái cây mai tàng rất là đẹp mà anh sưu tầm được. Thì mình mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Chiến ở Châu Phú nha. Rồi, anh chào Chiến ơi. Dạ, cảm ơn. Hôm nay nghe Chiến thông tin là tiếp tục giao lưu với quý cô chú những cái phôi đẹp và những cái cây mai tàng mà Chiến sưu tầm được đó. Thì mời Chiến chào quý cô chú và giới thiệu luôn Chiến ơi. Dạ, em cháu xin kính chào quý cô chú bác anh chị em. Hôm nay cũng như thường lệ là em giới thiệu giao lưu những cái mai tàng Rồi. trong đó có phôi có. Dạ. Em Đó cháu thì cũng rất cảm ơn quý cô chú bác anh chị em đã nhiều lần quan tâm và đón xem và ủng hộ cho em cháu. Em cháu cảm Rồi. ơn nhiều lắm. Rồi, rất cảm ơn quý cô chú ha. Đó thì bây giờ mình mời Chiến giới thiệu cây đầu tiên cho quý cô chú luôn chứ nghe Chiến ơi. Cây số 1, cây đầu tiên là cây phôi anh ơi. Rồi, một cây phôi luôn, Cây này Chiến là giới thiệu. cây tứ quý của cô chú. Ồ, phôi tứ quý ha. Dạ, có bộ đế rất là quái. Ồ, bộ dáng em nó rất là nhìn rất là khéo quý cô chú ơi. Thân thì bay nha cô chú. Giống như cái dáng bài ha. Đây, dáng rất là lạ, độc lạ luôn quý cô chú. Cây này bay tự nhiên cô chú, không có À, coi như là tự nhiên ha. Không có chỉnh sửa nha quý cô chú. Đó, Chiến quay một vòng đi. Bay mà thân lát đẹp lắm cô chú ơi. Cô chú nhìn thân lát đẹp lắm nha. Rồi, để đây mình sẽ chi tiết vô nè. Đó, quý cô chú xem cái thân em nó ha. Đó. Có bộ có mấy người gửi cái quái của chú. Rất là quái luôn á. Cái này mình vô một cái chậu hình oval ha. Xoài. Xoài đẹp lắm cô chú. Rất là khéo luôn. Bên đây nó có cục nu cái này của chú. Đây. Cục nu ha. Rồi bây giờ Chiến Chiến lấy thông số đi, lấy thông tin luôn đi cho quý cô chú hình dung nè. Xem thằng lắc của chú nè ha. Đó. Cây này giờ dắt là mau chơi của chú. Tay cành có đều sẵn. Đó, về là coi như là nó đầy đủ chừa để quý cô chú ghép vô ha. Rồi cho bây lấy thông số giờ của cô lấy chú thông tin đi. tham khảo nha. Đây, 39 anh ơi. Rồi, vị trí này 39 quý cô chú ơi. Rồi, đem đo nó cái này là bốn mấy nè. Đây là 42. Rồi, vị trí đó 42, từ từ đo thêm cho quý cô chú đi. Em đo cái chiều dài của cái từ cái bộ đế quán em đó nè. Chiều dài 70 anh. 70 ha. Dạ. Đó, quý cô chú thông thả từ từ xem nha. Lộn anh ơi, lộn mà lộn phước rồi. Từ từ đo đi. Dạ. 82. Chiều dài là 82 ha. Rồi, chiều dài 82. Từ cô gửi bao ra cành bay cho em nói là 63. Từ từ đo 63. Nó những vị trí đó thông tin cho quý cô chú nè, dạ. vót nè. Vót hàng em đây nè. Ừ. 15 anh. 15 quý cô chú ơi. Kẹt ra đây. Đây cành bay nè. Đây là 14. 14 ha. Đó. Đây, quý cô chú xem là tổng thể ha. Cái này rất là đẹp của chú. Hao hao cái chiều ngang bầu đi đặng cho quý cô chú đo cái chậu, lấy cái chậu gì chiều chơi nè. Ngang của bầu là nó 55. 55 ha. Còn tổng chiều dài của em nó là chắc nghi là khoảng 70 ha. 86. Tám mấy ha. Đó, quý cô chú xem nè. Quay nhẹ nhẹ lên mà một vòng đi chứ. Đó, quý cô chú hình dung rồi nè. Đó, cái dáng em nó một cái dáng giống như là đấy, nó cái cục của chú cũng em nha. Này. Coi như ở dưới còn đế nữa đó quý cô chú ơi. Cô chú gì năng thêm đi chơi nữa. Về cái này mình đóng mình ghép vô ha. Rất là đẹp luôn. Rồi, Chiến giao lưu cái phôi số 1 cho quý cô chú luôn chứ ơi. Cái này em cháu giao lưu cô chú anh chị em là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi ha. Rồi ship sao thông báo cháu luôn. Bao ship 300 km. Rồi ship 300 cây số cho quý cô chú. Đó thì mình nghĩ cái phôi này về quý cô chú ghép ha. Để vô thử rất là đẹp luôn. Cộng rễ cô chú xem nghe. Hao hao nè, cho quý cô chú hình dung là độ lớn của nó nè. Dạ 13 anh. Rồi 13 yếu. 13 ha. Đo thuốc trong này là có thể là 18 20. Đó. Đây tổng thể để cho quý cô chú xem cái dáng của em đó nè. Đó, dáng rất là quái luôn nha. Để em đo từ cái đỉnh nó ra tới cái đít bầu. Coi như đo hết luôn đó. Chắc khoảng cỡ mét mét tư mét tư anh đây. Mét tư ha. Đó. Đó, quý cô chú nếu mà thích em nó thì cứ alo cho Chiến nha. Đó, để mà Chiến chuẩn bị ship cây cho quý cô chú. Đó, một cây phôi cái dáng rất là khéo và độc. Rồi mời Chiến giới thiệu phôi số 2 cho quý cô chú luôn Chiến ơi. Cây số 2 là cây mai tàng mà em cắt anh con vô rồi. Ồ, đây quý cô chú ơi. Một cây này là cây giảo ghim của chú ơi. Giảo ghim ha, giảo nguyên thủy ha. Đó, thông tin cho quý cô chú nha. Cây giảo Thủ Đức cô chú anh chị. Giảo Thủ Đức luôn, rồi thông tin luôn rõ ràng chi tiết. Nôm nôm sổ quán. Ồ, nó nôm đều lên ha.
Đây quý cô chú xem nha. Cây này ở đây nó có rễ bị lột hay nó lỗ ha, lỗ rễ đó quý cô chú. Xử lý xong rồi. Có gì thì báo cho quý cô chú để dễ giao lưu nha. Đó, chỉ quay từ từ nhẹ nhẹ thôi chứ. Đó, chú quý cô chú hình dung cái tổng thể em nó nè, từ trên xuống dưới quý cô chú ơi. Cây này thân gió của cô chú ơi. Ừ. Cụ cây này gót rất nhỏ. Đây. Bộ đế nơm rất là khéo ha. Đó, quý cô chú thông thả xem từ từ nha. Cây này mình thấy nó rất là già cây rồi quý cô chú. Ở trong đây cũng có miếng hư miếng nè, mình cho xử lý rồi nè. Ừ. Mà chưa cho keo. Ừ. Nó nhỏ bằng ngón tay nha cô chú. Chiều dài. Đây. Thân em nó cũng lắc lượng lên trên nha quý cô chú. Đó, gót lên trên nè. Đó, cây cành có đủ cây cành đầy đủ hết quý cô chú ơi. Cây chỉ có một cách mà bự thôi. Đây, còn như là đây. Nhỏ không cô chú ơi. Đó. Những kéo cái vị trí mình xử lý hết. Kéo được 3% đó. Ừ. Rồi lấy thông tin luôn chứ ơi. Tôi quý cô chú hình dung nè, bộ đế nơm rất khéo ha. Đó, từ từ thông thả đo cho quý cô chú xem. 36. Vị trí này 36 quý cô chú ơi. Đó, thông tin cho quý cô chú nè. Đo cái bộ này ha. Đo tổng cái bộ đế á. Ừ đó, tổng cái hoành đế hết cho quý cô chú hình dung. 115 anh ơi. Rồi 115. Ừ. Cái sổ rồi sổ nôm cao nè đó. Những cái vị trí đó quý cô chú hình dung cây 23 rồi 23 dạ. Rồi chiều cao luôn cho tổng em nói luôn từ mặt bầu lên đỉnh đó những 90. Vị trí đó 90 ha dạ em đo tay cành luôn đó đại diện nè tay cành đại diện nè 11 anh ơi 11 ở đây chắc cũng chú ơi dự điểm luôn đó độ giót luôn đó cái độ giót lên trên nè chứ đó cho quý cô chú hình dung nè 10 đó 10 ha dạ. Rồi chiến ướm thử cái đường kính bầu nè đó cho quý cô chú vô chậu nè đó những cái thông tin cơ bản nè 60 anh ơi 60 ha đó quý cô chú về vô chậu lớn lớn chút xíu nữa thông thả từ từ quý cô chú 18 xem 18 ha đó quý cô chú mình đo vậy là quý cô chú hình dung được rồi. Cái này là dảo nguyên thủy cô chú, dảo Thủ Đức. Dảo nguyên thủy Thủ Đức, đó, thông tin cho quý cô chú. Cái này về cây Tết chơi có bông cô chú. Về vô cái chậu dưỡng rồi ha, dạ. Tết là chơi được quý cô chú ơi. Đây những cái vị trí đặc biệt nè, quý cô chú thấy nó già cây vậy ha. Dạ. Đây cây này là nằm chậu lâu năm anh, em cúc ra đó. À, coi như là nằm chậu, thuần chậu rồi ha. Dạ, ta nuôi cũng lâu em cúc ra. Rồi bây giờ chuyến giao lưu cái phôi số 2 luôn chứ ơi. Cái này số 2 này em giao lưu là chúng chị em là 4 triệu rưỡi. À 4 triệu rưỡi luôn ha. Dạ. Đó thì ship cũng là 300 cây số đó cho quý cô chú. Đó thì quý cô chú xem nếu mà thích em nó thì cứ alo liền cho chuyến nha. Đó để chuyến giữ cây số ship cho quý cô chú. Đó mình nghĩ là những cái cây này dáng cũng rất là ok, khéo để quý cô chú chơi cái dịp Tết sắp đến ha. Rồi mời chuyến giới thiệu cây tiếp theo luôn chứ ơi. Cây tiếp theo cái số 3. Cây số 3 quý cô chú ơi. Cũng là cây giảo cô chú ơi. Ồ cũng là một cây giảo ha. À, cây này tình phẩm như mẹ em cháu cắt lại cái dáng bài luôn đây. Giống như là mình tạo bonsai đi ha. Đó, tạo dáng bonsai lên nè. Cây này có lỗi là cái này cô chú. Đây. Mới làm lại hết rồi. Đó thông tin cho quý cô chú những cái điểm đó để quý cô chú dễ giao lưu. Cây cái mạnh cô chú. Đây quý cô chú từ từ xem nha. Quay nhẹ nhẹ đi chứ. Cây này nằm chậu lâu năm cô chú ơi. Cây này đang xù cô chú. Đây. Xù ha. Đây, đây những cái nốt xù nó nè. Em cháu ghi hình cho rõ quý cô chú xem cảm nhận nha. Đó, bộ đế đây quý cô chú ơi. Đó, chuyến quay từ từ nhẹ nhẹ đi. Cây này nó có bộ dáng thú ấy cô chú. Nó quái ha. Đó, cái bộ đế nó cũng là chảy đều ra hết cái chậu cái bầu luôn quý cô chú ơi. Dáng hình con thú ha. Đó, rồi chuyến quay qua đi, lấy cái vị trí đây, cô chú xem đây. Xù rất mạnh cô chú. Đúng rồi, đó, vị trí xù nè. Nè, trên đây xù mạnh lắm cô chú ơi. Trên đây xù nè. Đó, những cái nốt xù dạ. Chi tiết cho quý cô chú. Rồi lấy thông tin luôn đi chứ cho quý cô chú hình dung nè. Đó. Đợt này thì chuyến sưu tầm những cái cây dạng giống như là kiểu bonsai nha quý cô chú. Dạ. Ừ. 23 anh ơi. Khoan từ từ. Rồi vị trí này 23. 23 hiểu gì em. Rồi từ từ đo thêm đi. Cho quý cô chú hình dung nè. Đây. Ở đây là 25. Rồi vị trí đó 25. Dạ. Tổng hình đế của em đó. Cây này bộ đế đẹp không cô chú? Bộ đế khéo á. Bộ đế này rất là khéo nha quý cô chú. Vô một cái chậu nữa là rất là đẹp luôn. 130 anh ơi. Rồi 130 tổng đế quý cô chú. Dạ. Ừ. Chiều cao chiều nè. Cao đi. Đó, từ từ đó.
chú quý cô chú hình dung nè. Chiều cao của em nó là 54. 54 ha. Đó, giờ chín giờ. Từ trong cốt bay ra bay mới nè. Là 29 anh. 29 ha. Dạ. Đó. Rồi chiến hao hao cái đường kính luôn, đúng rồi. Kính 50 anh ơi. Đường kính 50 luôn quý cô chú ơi. Dạ, về về vô cái chậu dĩa 65. Rất là khéo luôn, chiến quay nhẹ nhẹ lên đi. Đó, quý cô chú hình dung dáng em đó nha, rất là khéo cày. Đặc biệt là cái bộ đế nó có một cái dáng hình thú quái. Cái này mình chơi bonsai cũng rất là đẹp nè quý cô chú ơi. Đây là coi như là bông giảo nguyên thủy ha. Dạ, giảo anh. Đó, quý cô chú xem nha. Cây này khỏi ghép quý cô chú ơi ha. Dạ, giảo. Bông đẹp rồi, về mình chỉ tay cành đồ ra mình chơi thôi. Rất là khéo cày. Đó, những cái nốt xù của nó nè, em cháu ghi cho quý cô chú xem nè. Cây này cũng già cây quý cô chú ơi. Đó, tổng thể đây quý cô chú. Rồi bây giờ chiến giao lưu cái cây này cho quý cô chú luôn chiến ơi. Cây này em cháu giao lưu cô chú bánh chị em là cũng 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi luôn ha. Đó, cũng ship 300 cây số ha. Đó thì mong quý cô chú nếu mà thích em nó thì cứ alo liền cho chiến nha quý cô chú. Cô chú xem gửi cô chú. Này nè. Cây lên xù lắm cô. Dễ cộng đồng xù chứ. Đó, coi như là cây này cái bộ đế là hoàn chỉnh quý cô chú ơi. Rất là đẹp ha. Còn như đây là nguyên cục đế của chú. Đúng quá. Đó thì mong quý cô chú xem video, nếu mà thích em nói thì cứ alo liền cho chiến nha. Đó, để chiến ship cây cho quý cô chú. Rất là tuyệt luôn. Rồi mời chiến giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú luôn chiến ơi. Cây tiếp theo mã số 4. Ồ. Là cây tàn dù anh ơi. Cây mã số 4 ha. Đây một cái cây mai tàn dù quý cô chú ơi. Rất là khéo nè. Chiến quay nhẹ nhẹ vòng đi. Đó. Cái tàn của em nó rất là khéo nha quý cô chú. Đây. Cây này bông biết sao giới thiệu cái luôn hả chứ. Luôn à. Coi như là giảo nguyên thủy luôn hả? Đó, thông tin cho quý cô chú nha. Cây này thì gốc xù của chú. Đây, quý cô chú xem bộ đế nè, chiến giới thiệu bộ đế cho quý cô chú nè. Sổ. Sổ nôm lực đế rất khéo quý cô chú ơi. Gốc thì xù xù trứng của chú. Nôm lên hết ha. Dạ, thấy trứng trứng. Đó, bây giờ chiến quay một vòng đi. Đó, cho quý cô chú nhìn tổng thể dáng của em đó nè. Cái bộ đế này. Cây này có củ rất lực cho chú. Rất là khéo ha. Này rất là lực cây luôn, đặc biệt em nó một cốt thẳng lên ha. Yeah. Rồi chiến lấy thông tin luôn đi. Cây này tách treo cây cô chú. Đó, cây này là về tách mình là vô một cái chậu đẹp đẹp ha. Yeah. Đó là dưỡng lên tết chơi được quý cô chú ơi. 47 dưới đây 46 anh ơi. Rồi 46 ha. Đó, cũng rất là to quý cô chú. Yeah, rất là lực á. Em lấy nguyên củ em đó. Em nó như nở củ của quý cô chú ơi. Yeah. Nó 50, nở nè. 55 anh. Rồi vị trí này 55. Cho thêm luôn chứ ơi. Thôi tổng mình đây mới đi. Rất là khéo cây luôn. Đế em nó là 130 anh ơi. Rồi 130. Tổng đế 130. Sổ em đó nè. Đó, đo sổ nôm xuống nè. Nó từ từ đo cho quý cô chú hình dung từ cái cây này. Xuống bầu là 21 anh ơi. 21 ha. Dạ, em ốp thử cho cầm gãy cô chú xem nè. Đó. Hao hao thử nè, ướm thử nè. Qua 25 anh ơi. Dư 25 dư đi nè. Đây, ồ rất là to luôn ha. Đó trên đây còn bự nữa. Khoảng 25 á. Quá to rồi. Rồi thoát thang của em nó lên tay cạnh đi đi. Rồi từ từ đo thêm luôn đi. 60 anh ơi. 60 ha. Dạ. Đó. Rất là khéo cây luôn quý cô chú ơi. Cái này giờ cho cái tàn dĩa, tàn dù đẹp đẹp của chú ơi. Rồi chiến hao hao cái tàn nó đi. Cái tàn của cây nè, đó cho quý cô chú hình dung luôn nè. 1m1 anh ơi. 1m1 ha. Chiều cao tổng thể luôn. Cái game đó là 1.3. 1.3 ha. Dạ. Đó, đường kính bầu 60. Đó, đường kính bầu 60, đó những cái thông tin này quý cô chú đã hình dung cái cây được rồi. Xuống xem cái củ này cô chú. Đó. Rất là đẹp cái củ luôn quý cô chú ơi, củ nở luôn ha. Củ xù xù trứng anh. Xù trứng mà nở luôn nè quý cô chú. Em cháu soi vô cho quý cô chú hình dung nè. Quay nhẹ đi chứ. Cái này là cũng nằm chậu lâu năm cô chú. Em cháu cũng thường chậu ha. Đó, rút ra bán nè. Cây này thì để có mà cắt cái này cô chú. Đây, từ từ để nó đi mình chi tiết nè. Đó, ở trên này nó có một cái mặt cắt nha. Đó, quý cô chú thông tin cho quý cô chú để mà giao lưu nè. Đó, đặc biệt là tay cành của nó em cháu là chiến là sửa sẵn hết trơn nè. Nó chiến sửa sẵn hết trơn quý cô chú. Cộng cái nhỏ đó cô chú tham khảo nha. Đây từ từ. 17 xuống em lấy 16 cô chú. Khoan từ từ. Rồi vị trí nè ha. Đó, cái cộng đế rất là to ha, 16 đó. 18 luôn. Ở đây hình như là sáng em thấy có cục trứng của chú này nè chứ thấy không? À, đây. Có trứng luôn ha.
Đây đang cục luôn cô chú. Cây này đang nó sù trứng, chứ không phải là sù cốc, sù chảy hết sù trứng cô chú. Rồi quay quay nhẹ đi, quay một vòng từ 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 chậm chậm nữa đi cho quý cô chú hình dung lại nè. Bộ đế nè, nơm rất khéo quý cô chú ơi. Đặc biệt là em nói sù trứng ha. Đó, bông thì bông dảo nha quý cô chú. Bao bông đẹp rồi đó, quý cô chú khỏi khỏi lo, yên tâm giao lưu. Đó, nhìn xa xa em nói quý cô chú ơi, dáng rất là khéo cây luôn. Một cái cây tằng dù mà bộ đế nơm. Rồi chuyến giao lưu cái cây này cho quý cô chú luôn chứ ơi. Anh cháu giao lưu với cô chú bác chị em là cây này là 5 triệu. 5 triệu ha. Rồi ship cũng 300 cây số ha. Đó. Thì mong quý cô chú đó, trong quá trình xem clip đó thì nếu mà thích em nói thì cứ alo liền cho Chiến nha. Đó, để Chiến giữ thông tin của quý cô chú và ship cây nè. Đó, cây rất là khéo. Cây này xù rất mạnh cô chú. Tàn dù nè, bộ đế thì nơm đều. Xù trứng mà xù trứng rất là khéo cây luôn. Lên quá trời trời luôn nè. Đó, thì mong quý cô chú alo liền cho Chiến nha, để Chiến ship cây cho quý cô chú. Rồi mời Chiến giới thiệu tiếp theo Chiến ơi, cây tiếp theo luôn. Đây là hai cây mai tàng mini. Ồ, đây là một cặp. À, một cặp mà cặp cô chú ơi. Cặp cây mai mini ha. Dạ, hai cây. Đây, bây giờ em cháu sẽ tổng thể cho quý cô chú cái dáng của em nó xa xa nè. Đó. Hai cây này là bông dảo cô chú ơi. À, thông tin luôn ha, bông dảo nha quý cô chú. Dạ, đợt này là Chiến giao lưu với quý cô chú những cái cây dảo ha. Đây bộ đế của em nó đây quý cô chú ơi. Về cô chú hạ nó cũng gãy là hai cây này rất giống nhau luôn. Rất là khéo ha. Dạ. Đây em cháu ghi bên đây. Rồi từ từ em cháu sẽ qua bên này cho quý cô chú xem. Đó, dáng rất là tương đồng nha quý cô chú. Hai cây. Bộ đế là tương đồng với nhau, dáng em nó cũng tương đồng luôn. Rồi để em nó thông thấu luôn nha. Đó, bây giờ Chiến lấy cái thông tin đi cho quý cô chú hình dung nè. Đặc biệt là dảo nha quý cô chú. Rồi 17 lên đây. Rồi vị trí này 17. Rồi đo luôn. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 45. Đường kính bầu 45. Chiều cao của em nó đi. Hao nè. Cao là 70. 70 luôn, cái tàn. Tàn ngang 90. 90 ha. Rồi Chiến qua đo cái cây bên này luôn đi. Đặng mình sẽ soi từ từ vô cho quý cô chú hình dung nè. Này 16 anh. Rồi vị trí này 16. Dạ, đường kính bầu. Kính bầu 40. Rồi. Chiều cao cây luôn. Chiều cao 72. Cao 72 tàn vô luôn. Tàn ngang y chang lên đây. Rồi cũng giống vậy ha. Dạ. Đó, bây giờ em cháu sẽ soi cái chi tiết cho quý cô chú. Hai cây mình chích tết cây cô chú ơi. Đây quý cô chú xem nè. Đó, tay cành em nó cũng đầy đủ nha quý cô chú. Dạ. Đó, mà đặc biệt là cái dáng hình một con thú ha. Con thú con. Mini ha. Đây, đi một vòng cho quý cô chú hình dung nè. Đó, mini dáng cũng khéo nha quý cô chú. Đúng rồi, quay qua đi Chiến. Đó. Em cháu sẽ cố gắng chi tiết cho quý cô chú. Rồi cái cây bên này nè, nó dáng cũng tương tự nha quý cô chú. Dáng cũng là một cái con hình thú con. Đó, một cặp này rất là tuyệt luôn. Đó, quý cô chú chơi được một cặp này là rất là đẹp nè, tại cành bên trên nè. Đó, được bẻ nhạo sẵn nha quý cô chú. Đây. Rồi, Chiến quay qua luôn đi. Cây này bộ đế chuyên nơm cũng khá đẹp cô chú. Đó, bộ đế này cũng tương đối nha quý cô chú, nó cũng chảy đều ra nè. Tại em chưa có làm đế xuống đó. Đây, bên đây, em cháu soi thêm bên này nữa nè. Đó, cố gắng ghi chi tiết cho quý cô chú để dễ giao lưu. Tay cành thì tương đối, bẻ nhạo hết rồi, thành một cái thằng thông, đó, một cặp. Rồi mời Chiến giao lưu cái cặp này luôn Chiến ơi. Dạ, cặp này em cháu giao lưu chú bánh chị em là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi ha. Bao ship 300 km. Ship 300 cây số luôn quý cô chú ơi. Đó, thì nếu mà mong quý cô chú mà xem video thích em nó, quan tâm thì cứ alo liền cho quý cho Chiến nha. Đó, để Chiến chuẩn bị ship cây cho quý cô chú. Rồi mời Chiến giới thiệu cây tiếp theo luôn Chiến ơi. Cây tiếp theo là mã số 7, cây mai tàng. Một cây mai tàng ha. Dạ. Đây cây mai tàng hình cây này bông tàng thông, xin lỗi quý cô chú, tàng thông.
Bông chùm nghe chú. À bông chùm ha. Dạ, từ 6 tới 8 cánh bông chùm. 6 tới 8 cánh bông chùm đó, thông tin cho quý cô chú nha. Bông cánh bầu nghe cô chú, chứ không phải cánh chùm cô chú. À. Cánh bầu đẹp hơn cánh chùm. Coi như cánh bầu ha. Đó. Thông tin cho quý cô chú, bây giờ em cháu sẽ tổng thể nè. Đây cái dáng của em nó đây quý cô chú ơi. Đó, một cái cây tàn thông. Đó, tay cành được bẻ nhạo từ trước, rất là khéo. Rồi Chiến, bây giờ Chiến giới thiệu bộ đế cho quý cô chú này Chiến ơi. Bộ đế sổ mà rất là đẹp cô chú ơi. Ồ, đây quý cô chú xem nè. Đó. 17 đế cô chú. Đó, bây giờ em cháu đi một vòng nè, cho quý cô chú hình dung trước cái bộ đế của em đó nè. Rất là khéo luôn quý cô chú ơi. Ừ, bộ đế này mình nghĩ là rất là đẹp nha. Đó, nó nơm đều lên nè. Mà rất là khéo cây. Ừ. Đó, em cháu cố gắng là ghi chi tiết cho quý cô chú nó dễ giao lưu nè. Đế đều luôn cô chú ơi, không có bị chấm cô chú. Ừ. Cô chú xem bên này cho mình nè. Còn cộng đặt đặt trong đặt ở trong luôn quý cô chú ơi. Đó, bên ngoài nè. Rất là khéo luôn. Đế sổ mà cũ nở cô chú. À cũ nở luôn ha. À, thăng lực cô chú, thăng dặn lực nè. Ừ. Vuông lực nè. Đây quá khéo quý cô chú ơi. Đó. Đây quý cô chú xem nè. Đó, em cháu cố gắng đi một vòng để cho quý cô chú hình dung cái bộ đế nè. Nhìn quá lịch luôn. Rất là đẹp cây luôn quý cô chú ơi. Ừ. Đây tay cành bên trên đi quý cô chú ơi. Đó, được sửa nhạo. Đó, rất là khéo cây. Cái này nằm chậu cũng được mấy năm đó. Ừ, coi như nằm thần chậu rồi ha. Yeah. Đó, bây giờ Chiến lấy thông tin đi, mình sẽ soi chi tiết nữa cho quý cô chú hình dung nè. Cây này quá đẹp bộ đế quý cô chú ơi. Này. Rồi vị trí này nhiêu? 36 vô lấy 35 anh ơi. 35 ha. Đó vị trí đó 35 quý cô chú ơi. Em đo thử nữa cô chú xem. Từ từ thông thả đo đây. Đi. 44 anh. Đây vị trí này 44 ha. Dạ, đo thử 44. Cho cái đế luôn cho quý cô chú nè, thả thước đo ra một vòng luôn. Quá khéo bộ đế rồi quý cô chú ơi. Ừ, quý cô chú xem cảm nhận nha, em cháu cố gắng ghi nè. 160 anh ơi. 160 ha. Dạ, bộ đế. Cái đế sổ của em nói nè. Rồi từ từ đo đi cho quý cô chú hình dung, mình cố gắng mình ghi cho chi tiết nè. 18 anh ơi. Rồi sổ nôm 18 ha. Dạ. Cái đường kính bầu của em nó chậu em nó là 1 mét anh ơi. 1 mét ha. 1 mét. Đó quý cô chú xem tay cành bên trong nè. Thất thăng đây chú xem nè. Rất là khéo cây luôn quý cô chú ơi. Thất thăng từ mặt bầu lên mặt chậu lên là 30. 30 ha, thoát thân 30 quý cô chú ơi. Xuống tới cổ gãy là có 8 thân thôi. Rồi, đó, rất là lực luôn á. Rồi em mất cái cành của chú xem. Rồi tay cành đại diện nè, cho quý cô chú hình dung nè. Dạ, 14 lấy 13 anh, yếu. 14. Rồi, 13 tay cành đại diện ha. Rồi, mất cầm gãy của chú xem nè. Đó, những cái vị trí cơ bản. 17 yếu lấy 16 anh. 16 đó quý cô chú ơi, cộng rễ đó. Cái này tàn ngang. Đo bộ tàn luôn Chiến ơi. Dạ. Dán em nó tổng thể đi quý cô chú. Tàn ngang 1m4 anh ơi. Rồi 1m4 bộ tàn, chiều cao hao hao luôn. Đứng cho quý cô chú đo cho quý cô chú xem nè. Chiều cao 1m5 anh ơi. Đó khoảng 1m5 ha. Đó mình vô một cái chậu như thế này nè. Đó quý cô chú xem nè. Rất là đẹp cây luôn. Cây này bông đẹp cô chú ơi. Bông tiền không nhiều cánh nhưng mà 6-8 cánh mà bông đẹp nha cô chú. Bông là bao đẹp ha. Bông chùm lá cô chú xem nè. Tại vì nó lá này lá lai dảo anh. Lai dảo ha. Có khi 10 12 cánh cũng có luôn. Ừ. Đây quý cô chú xem là bộ đế nè, em cháu cố gắng ghi lại cái bộ đế cho quý cô chú xem từ từ. Rất là khéo bộ đế luôn. Ừ. Kẹo nẹo bên trong nha quý cô chú. Đó, coi gì chứ nó đặt bên trong á. Đây. Em cháu lấy nét zoom kỹ là cho quý cô chú xem nè. Cây này là không có kẹo vít gì cô chú. Liền lạc ha. Dạ. Coi như cây này liền lạc quý cô chú ơi. Chỉ có thể mà cắt cành như lành cho cô chú ơi. Lành hết rồi. Đó, bộ đế em nó nè, quý cô chú xem nè. Nó rất là khéo, nó gom đều lên một cái mặt chậu luôn quý cô chú ơi. Để mình chơi đây chơi mặt tiền của chú. Ừ, à, vị trí nè, rất đẹp nè. Cây này mình chơi được 3 mặt luôn. Em cháu lấy xa xa cho quý cô chú hình dung nè, đó. Rất lực ha. Ừ. Giống như một cái trụ trời nơm xuống ha. Rất vững chắc luôn. Ừ. Coi như nó bám xuống ha. Dạ, vững chắc. Đó, cây này chơi nhiều mặt của chú, chơi 3 mặt được mặt đẹp đẹp. Nói chung là cây này là tứ diện luôn quý cô chú ơi. Ừ. Đây em cháu sẽ tổng thể lại cho quý cô chú xem cái dáng của em nữa đây. Rất là khéo cây luôn. Đó.
Rồi mời Chiến giao lưu cái cây mai này luôn cho quý cô chú luôn cây, chứ. Tàng số 7 này em cháu giao lưu cô chú của anh chị em là 23 triệu. 23 triệu ha. Dạ. Rồi ship làm sao? Cây này là cứ ship thương lượng anh. À coi như là quý cô chú nếu mà quan tâm tới em nó thì cứ alo cho Chiến nha. Đấy, để cô chú xem mình cái dàn chậu chân nè. Đó, thương lượng với Chiến về cái phí ship. Đó, giá em nó là 23 triệu ha. Dạ. Giao lưu tại vườn đó quý cô chú. Dạ. Đó thì mong quý cô chú nếu mà trong quá trình xem đó thích cái cây nào thì cứ mạnh dạn alo liên lạc với Chiến nha, để Chiến cung cấp thêm thông tin đó cũng như là ship cây để cho quý cô chú về chơi nè. Một lần nữa là em cháu bao bông đẹp cô chú, bao bông đẹp ha. Dạ, từ 6-10 đây để em cháu soi lên cho quý cô chú xem tay cành bên trên nè. Đó, nhạo rất là đầy đủ tay cành nha. Dạ, quý cô chú luôn cô chú ơi. Không có thiếu nha. Dạ. Quý cô chú yên tâm giao lưu cái cây này. Bông thì bao đẹp rồi đó. Đó, bộ đế thì nôm đều. Cái này giờ là thích tháo dây là chơi cô chú ơi. Em cháu mới vô dây lại. Cái này rất khéo quý cô chú, rất đẹp. Vô dây được lần này nó như là 3 lần rồi. Đó, mong quý cô chú xem video, nếu mà thích em nó thì cứ alo liền cho Chiến nha. Đó, để Chiến ship cây cho quý cô chú. Rồi mời Chiến giới thiệu cây tiếp theo luôn Chiến ơi. Tiếp theo là cây mai tàng. Ồ, cũng là một cây mai tàng quý cô chú ơi. Cây này cũng là cây của chương trình kem cháu. Rồi, thông tin luôn cây luôn cho quý cô chú nè. Dạo Thủ Đức Vin luôn anh. Dạo Vin ha, dạo Thủ Đức quý cô chú ơi. Đây, em cháu sẽ tổng thể cái dáng của em nó đây, một cái cây tàng thông ha. Cây này mới có tàng là Tết, tất cả đủ chi lượng tàng đủ lá luôn. Đây, quý cô chú xem bộ đế em nói rất là khéo nè. Đó, đế thú cô chú. Đế hình thú ha. Dạ, đế thú. Đó, mà nó lắc qua nghe quý cô chú. Cô chú xem này hai chân trước đây. Đây. Rồi Chiến quay nhẹ nhẹ đi, từ từ đi. Gốc đang xù cốc. Xù giống như là da cốc vậy ha. Một cái hình một con thú nha quý cô chú. Đây chú xem này, chương sau đây. Nè, tại cháu không có đầy đủ ha. Dạ. Rồi, chương trước đây. Đó, ở trước nè quý cô chú. Đó, quay luôn. Rất là khéo một hình con thú ha. Dạ. Nó lắc lượn lên nha quý cô chú, giống như một con thú nằm nè. Đó, nó nằm ngang nè, rồi ngừng nó đi Diễn. Đó, mình soi vô cái bộ đế cho quý cô chú nè. Đây, mình đi một vòng cho quý cô chú dễ hình dung nè. Nó hình một cái con thú nằm ha, nó lắc lượn lên trên. Đó, bên trên là một cái thân vót lên trên. Đó. Đây, tay cành bên trên được nhạo đầy đủ luôn nha quý cô chú, không thiếu nha. Tay cành rất đều cô chú. Đây. Thân em nó cũng rất là lực nha quý cô chú. Thằng này săn sạch sẽ đâu chú ơi, không có còn nhít. Coi như liền lạc nha. Dạ, liền lạc luôn. Đây, tổng thể lại quý cô chú ơi. Đó, dán em nó đây. Một cái cây tàng thông. Đó, dảo Thủ Đức ha. Rồi, lấy thông tin luôn Chiến ơi, cho quý cô chú hình dung nè. Rồi, Chiến đo bên đó đi, mình qua bên đây mình ghi hình cho dễ nè. Đó, đúng rồi. Nhiều anh. Rồi, cái đó là 21 đi. Dạ. 21 cho quý cô chú nè. Đem đo hình thú anh bé. Chải thước ra cho đo cho quý cô chú nè, cái cũ nè. 75 anh ơi. 75. Dạ. Rồi. Được kính chậu của em nó nằm là chậu 7 anh ơi. Chậu 7. Dạ. Đo thêm. Có thằng cho em đó. Thằng nó là 35. 35 thốt thân ha. Dạ. Rồi Chiến tay cành đại diện đi, một số dạ. Rồi đo bộ tạng đi, bộ tạng trước đi. Đây. 100 anh ơi. Rồi tạng ngang một thước. Chiều cao cho quý cô chú hình dung nè. Có 1m7 ha, 6m7 quý cô chú ơi. Đó, quý cô chú xem cái tay cành của em nó này cũng tương đối nha quý cô chú. Cành đại diện 8 anh ơi. Rồi. 8 phần. 8 phần ha. Đó, tay cành là đầy đủ bên trên nha quý cô chú. Được sửa nhạo ha. Đây. Đây cây rất là khỏe nha quý cô chú. Yên tâm nha. Cô chú làm một đế xuống là nguyên con thú gõ nét cô chú. Tại vì em cháu sáng nay làm chưa kịp luôn đó. Cái này mà mình xuống chút đỉnh nữa ha. Dạ. Nhìn nó lộ ra cái bộ bộ đế nhìn rất là khéo nè. Chú cái mông này, mông mượt đây. Đây tổng thể là quý cô chú ơi, rất là đẹp luôn. Chân trước, chân sau rất lực luôn nè, cái đùi nè. Chân trước nè. Đó là một con thú rõ ha, rõ nét luôn. Đây tổng thể cây cho quý cô chú hình dung lại dáng của em nó đây. Một cái cây tàng thông hình thú. Giao lưu luôn Chiến ơi, giao lưu cây này cho quý cô chú. Giao lưu cô chú bánh chị em là 4 triệu. 4 triệu ha. Rồi cũng phí ship là nếu như có thường đường em sẽ cho quá gian. Rồi. Cây này ship bưu điện hư hết rồi. Rồi, coi như là
thương lượng đi. Thương lượng, ship thương lượng đi. Đó, quý cô chú thích em nó thì cứ alo cho Chiến nha. Đó, thì nếu mà thuận đường thì Chiến sẽ ship luôn cho quý cô chú. Đó, thì mong quý cô chú trong quá trình xem clip đó thì mình thấy thích cái cây nào thì cứ alo cho Chiến nha, để Chiến cung cấp thông tin cũng như là nhận thông tin quý cô chú để ship cây. Đó, thì anh em mình cũng đã giới thiệu cho quý cô chú những cái cây mà Chiến sưu tầm được đó. Thì dạ, Chiến chào quý cô chú luôn Chiến ơi. Dạ, cây số 8 cũng là cây cuối chương trình của em cháu. Rồi. Em cháu rất cảm ơn quý cô chú bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi. Em cháu cũng không quên là kính chúc cho mọi người sức khỏe tràn đầy và đạt nhiều thành công trong công việc ạ. Rồi, rất cảm ơn Chiến ha. Dạ, trong buổi làm clip mà em cháu có điều kiện sơ sức, mong quý cô chú bác và anh chị em quan tâm bỏ qua ha. Đó. Thì mong quý cô chú nếu mà xem clip thì cứ thích cái cây nào thì cứ alo cho Chiến nha. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình về chia sẻ những gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.